Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì hôm nay mình với mọi người cùng nhau trao đổi với nhau rồi chia sẻ về một cái sản phẩm rất là đặc thù trong ngành karaoke. Đó là sản phẩm vang số. Thì tại sao mình lại nói nó đặc thù á? Thì trong clip mình nó sẽ chi tiết. Bắt đầu thôi. Ok, thì như mọi người đã biết ha, trong một cái bộ dàn karaoke á thì nó sẽ gồm là loa này, vang số này, cục đẩy này, micro, sub nếu có, hoặc là đầu karaoke. Thì khi mọi người sử dụng một cái dàn karaoke ở nhà, mọi người muốn nâng cấp lên, mọi người muốn cho bộ dàn nó hay lên, thì thường mọi người sẽ hay chẳng hạn như mua một cái loa khác có chất lượng cao hơn, giá tiền nó cao hơn thì nó sẽ chất lượng hơn. Rồi mọi người mua một đẩy khác nó mắc tiền hơn cho nó cho chất lượng cao hơn, công suất lớn hơn, rồi chất độ nét cái gọi là nó sạch sẽ hơn á. Đó, rồi micro cũng vậy, nó sẽ hút hơn. Rồi sub, rồi bổ sung thêm sub này kia, hoặc là đầu karaoke, mọi người cũng có thể mua những cái đầu karaoke mắc tiền hơn để cho ra chất tiếng nó hay hơn. Tuy nhiên riêng cái sản phẩm về vang số, khi mọi người muốn nâng cấp dàn karaoke, thường thì mọi người hay nghe ở thị trường hay nói là muốn nâng cấp dàn karaoke thì nên mua vang số. Tuy nhiên mọi người lại sót cái phần này, là tức vì là cái sản phẩm vang số này là một sản phẩm rất đặc thù. Nên nếu mọi người cứ mua một cái vang số mọi người gắn vào dàn mà mọi người không có setup gì cả thì nhiều khi nó còn dở hơn cái bộ dàn mà mọi người đang nghe âm ly nữa. Đó, thì cái những trường hợp này mình đã gặp rồi. Tức là khách hàng nghe là cái vang số Cat 180 hay lắm, cái vang số này hay lắm, cái vang số kia hay lắm. Nhưng khi mọi người thực sự mọi người mua ra cửa hàng, mọi người mua một cái vang số đó về nhà gắn một bộ dàn thì nó lại không hay. Nó không hay như nghe ở cửa hàng. Nó không hay khi mà mọi người đưa vào đúng cái sản phẩm của mình. Lý do tại sao vậy? Bởi vì là mỗi loa nó có setup khác nhau. Mỗi loa nó có sẽ tính chất âm thanh khác nhau. Mỗi micro nó có tính chất âm thanh khác nhau. Mỗi bộ dàn, mỗi không gian nó đều có tính chất âm thanh khác nhau. Nên khi mọi người chẳng hạn như em mình ví dụ như mọi người ra ngoài cửa hàng, mọi người mua một cái vang số, mọi người thấy ở đó nghe rất là hay. Nhưng mà nghe hay nhưng lại dựa trên cái một bộ loa khác của ở nhà mình, nghe trên một cái không gian khác nhà mình. Nhưng với cùng một cái reset đó, mọi người mà bê nguyên cái reset đó, mọi người mang về cái thiết bị ở nhà mình thì chắc chắn nó sẽ không hay, bởi vì nó khác nhau mà. Mình ví dụ một cái đơn giản nhất là chẳng hạn như khi test cho cái vang số đó mọi người mua, mọi người test thì trên một cái loa full đi, bắt 30 rồi có sub này kia thì mọi người nghe rất hay. Tuy nhiên khi mang về nhà mọi người đang xài một cái loa nằm ngang, bắt chỉ có 20 thôi và không có sub thì nghe nó hoàn toàn khác nhau luôn mọi người ạ. Đó, nên là cái sản phẩm vang số nó, nếu sản phẩm vang số nếu mà mọi người mua về mà mọi người không setup trực tiếp trên đúng cái bộ dàn của mình thì nó không được như chính xác được như ở nghe cửa hàng, và nó cũng còn thậm chí nó còn dở hơn khi mọi người để bộ dàn cố định nữa. Còn chưa kể, đây là mình mới nói về đến loa, là loa full, cái loa trực tiếp để mình hát trên đó thôi nha. Mình còn chưa nói về chẳng hạn như là nếu mà bộ dàn mình nghe nó có sub nha với không sub thì setup nó cũng hoàn toàn khác nhau luôn. Nếu mọi người hay lên Thiên Vũ, mọi người test bộ dàn á, hoặc là thì mọi người sẽ thấy là lúc nào kỹ thuật viên bên mình cũng hỏi là chẳng hạn như mọi người mua vang số, nếu mọi người ở xa, kỹ thuật bên Thiên Vũ không thể nào mà mang trực tiếp cái máy đó đến nhà khách setup được á. Thường là những khách ở tỉnh xa này, hoặc là những khách ở nước ngoài này, thì bên mình không thể nào trực tiếp setup được, thì bên mình sẽ hỏi khách rất là chi tiết về cái phần này. Loa khách ở nhà đang xài là loa gì, mã loa như thế nào, từ đó mình sẽ biết được cái sản phẩm đó nó có thông số kỹ thuật ra sao, nó có đáp tuyến ra sao, và rồi khách có xài sub hay là không nữa, xài mic như thế nào nữa. Thì lúc đó mình bên kỹ thuật viên bên mình mới có thể setup được một cái vang số một cách tương đối, chỉ tầm khoảng 70% cho khách hàng thôi. Đó là setup tại cửa hàng nha. Tại sao mình hay nói là tốt nhất khi mua vang số mọi người nên cho kỹ thuật viên đến tận nhà setup, bởi vì là khi setup trên đồ của mình nó sẽ ra chính xác nhất. Chứ còn nếu mà mọi người cứ mua, mọi người cứ gắn về là không bao giờ hay được. Đó, bởi vì đó, loa khác nhau đó, như mình nói đó, loa nếu mà muốn setup ở xa được á thì phải biết là loa đang xài loa gì này, mã loa là gì này, từ đó mình setup ra, từ đó mình sẽ coi được thông số của nó, mình setup theo. Cục đẩy cũng được, không có cũng không sao, rồi cục đẩy bao nhiêu watt là càng tốt nếu mà biết. Rồi có sub hay là không sub, bởi vì set sub á thì thường mình sẽ cân pha cho nó. Cái này thì Huy cũng đã hướng dẫn mọi người trên clip khá nhiều rồi, mình sẽ cân pha giữa sub với full. Thì nếu không có sub bên mình sẽ set kiểu khác, mà có sub bên mình sẽ set kiểu khác. Rồi cuối cùng đến micro thì mình cũng phải biết tính chất của micro ra sao.
Thường thì mọi người ở nước ngoài, mọi người khách ở nước ngoài khách hay xài những mic như Shure, Sennheiser thì mình có sẵn ở showroom mà mình test rất là dễ. Tuy nhiên với những khách mà xài những cái mic mà nó hơi lạ quá, mic mà trên thị trường nó nhắn nhiều mà mình cũng không rõ tính chất âm thanh nó thì thật ra là cũng chỉ setup màu thôi. Nên đó là nó sẽ không chính xác là như vậy mọi người. Cuối cùng là một cái vấn đề hơi nhạy cảm, đó là vấn đề về kỹ thuật viên. Thì như mình đã nói rồi, có nghĩa là bởi vì kỹ thuật viên mỗi vùng sẽ khác nhau, mỗi vùng nó sẽ có một cái gu khác nhau. Chẳng hạn như miền Bắc, miền Trung, miền Nam á, thì cái gu hát karaoke của ba miền này đều khác nhau, đặc biệt là khác nhau về phần effect. Thì nên là cái này á, thì mọi người sẽ phải trải nghiệm nhiều. Mọi người phải nghe bên anh kỹ thuật viên này setup thế nào, rồi anh kỹ thuật viên ghi setup thế nào, thì mọi người nghe, mọi người cảm nhận thì bên nào hay, cái nào theo gu mọi người hơn thì mọi người chọn bên đó. Đó thì cái đó nó thêm mới chính xác nhất. Ngoài ra nữa, vì âm thanh mà, âm thanh không nói miệng được, mọi người âm thanh không thể nào là mọi người nghe một người, ai đó nói cái này hay, ai nói nó cái gì hay thì mọi người theo không. Âm thanh mọi người phải tự cảm nhận. Cuối cùng là âm thanh là mọi người phải tự cảm nhận lấy, là mọi người phải tự cảm thấy cái dàn đó nó phù hợp với mình, nó hay với mình thì mọi người xuống tiền mọi người mua. Chứ không thể nào là mọi người cứ chạy theo là cái việc cái sản phẩm đó nó được mọi người ca tụng nhiều, nghe thấy nó hay mà mọi người đi mua, nhưng thế nó sẽ lệch cái gu của mình. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người về các quan điểm của mình về cái vang số ha. Thì mọi người thấy rắc rối không ạ? Không phải là cứ đầu tư nhiều tiền đưa vào mua cái vang số về, đưa về bộ dàn là nó hay đâu ạ. Mọi người có đồng ý với quan điểm của mình không? Thì mọi người hãy comment cho mình biết nhé. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.